Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hoàn thành chuyên án đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt 3 đối tượng. Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang Phạm Thị Chuân, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang đưa Li Zikai sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm bị bắt giữ, Li Zikai không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp. Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt thêm 2 đối tượng gồm Hà Văn Quốc Trọng và Phan Ngọc Tuyên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tổ chức cho nhiều đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.